sao? Thứ nhất là bánh mì. Bánh mì này mình có thể mua ở bất kỳ nơi nào cũng được. À, bánh mì nhưng mà phải là bánh mì này nhé, không được là bánh mì sandwich nào đấy, mà bánh mì này mới là ngon. À, một con rau, cái này mới là thành phần quan trọng đây này. Bơ lạc Ancho của New Zealand, mà nhớ là bơ lạc nha, không muối đó. Và sữa đặc có đường đấy. Đầu tiên thì sẽ là cắt bánh mì ra, dọc ruột ra, không lấy ruột, ý là dọc ngang thôi, à, dọc thôi. Đấy, như thế này. Nhưng mà sau đấy thì mở bơ ra. Thì này, bánh nhỏ như thế này thì là cần bơ này một hộp là đủ rồi, nhưng mà ngon nhất ý thì là nên là để vào trong tủ lạnh cho nó cứng lại ăn nó mới ngon. Sau đấy thì sẽ cắt xếp vào bánh mì. Đấy, con này thì bây giờ chét bơ vào đây hết nhá, để hết vào luôn. Hết. Sau đấy thì lấy sữa tươi dưới vào, quên sữa đặc nhầm, dưới vào nhiều vào mới ngon. Béo phì, béo phì tuyệt vời luôn. Sữa dành cho những người. Sau đấy thì ông có học rằng hôm nay thì kẹp lại như thế này và ăn thôi.